Zalo hả cô? À đây chỗ là bán hến nè, đó cái giỏ sáng giờ là bán được nhiêu đây hến hả chú? Cái giỏ nè, nè đó, cái chú quay nè. Ê, rồi, để con kiếm cái chỗ đó. Là nấu cái đợt này là hết luôn rồi hả chú? Đợt này chiều 2 giờ mới quậy cái hộ. Dạ. Thì mọi lần con hay mua giờ này nè, con thấy chú ấy nè. Không quậy thì mấy gỗ nó nghỉ rồi. Dạ. Chiều quậy cái hộ. Chiều vớt cái hộ là nó dạ. Hồi đó không biết, chú biết không, con luộc xong rồi con vớt từng con ra. Và lúc đó con nhận là mua ít á, chứ mình về mình nấu mình không có biết cái cách làm á. Chú bán là khoảng 200 kg hến có vỏ đó nha. Vậy tính ra là hơn
mấy ký hến nguyên à? 100 ký này có hến này chắc được hơn 10 ký. Dạ đó thì 200 ký. Đó 11 ký á. Dạ. Còn hến hến cũng thập tới nha. Dạ. Đó là thập tới. Khoảng chừng hơn 20 ký, 22 ký. Dạ cỡ 22 ký nếu mà 200 ký. Lấy luộc hến là xong rồi đó nha. Không nhận hay ha, không còn miếng vỏ hến trong cái vỏ luôn á. Sạch lắm chứ đâu. Dạ. Không có sót. Dạ dạ. À đó như đây được, có như đây hết. Hến để làm món cháo bầu hến rất là đơn giản và nhanh. Gạo thì mình sử dụng hai chén như thế này nè, mình sử dụng hai chén. Đây là đầu hành lá cùng với lại ngò rí mình cắt nhuyễn, rau răm mình cũng cắt nhuyễn. Thường là hến là mình phải niêm với lại rau răm thì rất là đúng vị nha các bạn. Nguyên liệu rất là đơn giản, dễ làm. Và đây là cái nồi cháo mình đang nấu trước nè các bạn. Bây giờ trong lúc chờ cho cháo chín thì mình sẽ cắt bầu nha. Ở đây hai cái bầu mình đã rửa sạch nè. Mình cắt đi cái phần đầu nha các bạn để mình rửa lại. Sạch đó, để cho nó ra cái nhựa bầu đó các bạn. Mình rửa lại cho sạch nè. Vỏ mình cũng đã cắt. Thì nấu cháo bầu này mình để nguyên vỏ nên thành ra là các bạn rửa sạch cái vỏ bầu nha. Đây là mình sẽ cắt như thế này, bầu rất là non. Mình cắt to như thế này nha các bạn. Mình sẽ xào hến nha. Mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo. Đây là cái phần đầu hành đó các bạn. Mình đổ hết vào.
nêm và một tí xíu đường ha. Thì mình thích ăn hơi cái kiểu hơi ngọt ngọt nên mình cho thường cho hơi đường một tí xíu vào. Còn bạn nào mà muốn cái khẩu vị mà nó mặn hơn á thì không cần phải cho đường. Bung ra hết. Bây giờ mình sẽ trút cái phần hến vào nha. Mình trút khi mà hạt gạo chưa có bung ra hết nha các bạn. Món cháo hến bầu này nè, nấu rất là nhanh và ngon nữa. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình ha. Bây giờ mình sẽ không muốn cái hạt gạo này.